Hoa hậu Liên Lục Địa 2020 đổi địa điểm tổ chức, mỹ nhân Việt nào sẽ vượt mặt thành tích của Ngân Anh? Thay vì tổ chức tại Ấn Độ như dự kiến, cuộc thi Hoa hậu Liên Lục Địa mùa giải 49 sẽ được tổ chức ở Ai Cập. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên cuộc thi Hoa hậu Liên Lục Địa 2020 cũng phải rời lịch tổ chức sang tận năm 2021. Theo như dự kiến ban đầu, quốc gia đăng cai tổ chức mùa giải lần thứ 49 chính là đất nước Ấn Độ, nhưng do tình hình đại dịch tại đây vẫn đang diễn biến phức tạp nên theo một nguồn tin đáng tin cậy, ban tổ chức đã chọn Ai Cập làm host chính thức khiến fan khá tò mò. Hoa hậu Liên Lục Địa 2019. Thông tin này chính thức được lan truyền mạnh mẽ trên các diễn đàn sắc đẹp sau khi phía ekip của Hoa hậu Liên Lục Địa Mexico vừa tổ chức buổi lễ dễ ảm chia sẻ về hành trình chuẩn bị của người đẹp Paulina Uceda Escocia, chiến binh của Mexico tại đấu trường sắc đẹp thuộc hệ thống BIT6 danh giá này. Sự thay đổi địa điểm tổ chức này hoàn toàn là một phương án hợp lý, bởi lẽ Ấn Độ đang bị dịch COVID-19 hoành hành nên rất khó khăn trong khâu tổ chức cũng như vấn đề di chuyển. Hiện tại đã có hơn 30 thí sinh đã lộ diện để sẵn sàng nhận lấy vương miện từ đương kim Hoa hậu Liên Lục Địa 2019 Fanny Mico. Như vậy chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2021 đã có 2 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh được tổ chức, đó là Miss Universe 2020 và Miss Grand International 2020. Mặc dù khán giả nhìn thấy sự cố gắng của ban tổ chức cũng như hai nữ hoàng sắc đẹp lộ diện khá ấn tượng, nhưng vẫn còn đó nhiều sự lo lắng về vấn đề cách ly giữa tình hình còn khá căng thẳng. Nhiều ý kiến cho rằng, Miss Intercontinental phải cân nhắc thật kỹ cho hành trình tìm kiếm tân hoa hậu ở mùa giải 49 và nếu cần thiết phải nghĩ đến phương án tạm hoãn mùa giải năm nay để đảm bảo tình hình chung của toàn cầu. Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ một động thái nào liên quan đến việc cắt cử thí sinh tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên Lục Địa 2020. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cái tên được cân nhắc như Phương Quỳnh top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, Thu Phương top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tại sân chơi này, Việt Nam được xem là giải sạch tham gia khá muộn với 9 lần cử đại diện chinh chiến. Thành tích cao nhất của Việt Nam thuộc về Leo Ngân Anh Á hậu 4 Hoa hậu Liên Lục Địa 2018. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.